Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi làm video về hai con Matip, và đặc biệt con Matip Color biển 29X9415 và một con Gem Thái đời 2000 biển đấy, biển khủng, biển 88F1 8899 các bạn nhé. Và mình làm video này không hề mang tính để bán cái chiếc xe Gem Thái này, và mình chỉ có mục đích làm video có sự so sánh giữa con Matip, giữa chúng ta mua một chiếc ô tô Matip và một chiếc xe máy, có sự khác biệt nào giữa hai chiếc xe và đảm bảo sự an toàn nào và cho chúng ta khi đi hai chiếc xe trên. Với tầm như vậy mình so sánh để cho quý vị và các bạn biết về mức độ an toàn và mức độ đi ô tô hay xe máy các bạn nhé. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình làm video này tại cơ sở 1 ô tô cũ Mê Linh, với mục đích là giới thiệu và bán chiếc xe Matip SE bản Color. Đây là phiên bản đặc biệt nhất của chiếc Matip SE đời 2005, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ một ngày, chính chủ từ mới, một chủ từ đầu đến bây giờ vẫn còn y nguyên. Xe nó cực đẹp các bạn nhé, giữ được như này cực đẹp, tí nữa mình sẽ giới thiệu nguyên bản cho các bạn xem. Và hôm nay là ngày 10 tháng 3, là những ngày đặc biệt và những ngày đang cả đất nước chúng ta cùng toàn thể thế giới đang gồng mình chống lại bệnh dịch Covid-19. Và qua video mình xin gửi tới quý vị và các bạn một chút chia sẻ, chúng ta hãy bình tĩnh, chúng ta cùng nhau phòng chống bệnh dịch và cùng nhau có những biện pháp phòng chống để chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này các bạn nhé. Và đặc biệt chúng ta không quên để vẫn phải hăng say lao động sản xuất các bạn nhé, vẫn phải hăng say lao động sản xuất để kinh doanh buôn bán, để cho kinh tế thị trường không bị ngừng trệ các bạn nhé, không nhung. Và đặc biệt các bạn yên tâm, chúng ta hãy làm theo những gì chính phủ đã hướng dẫn, và đặc biệt chúng ta làm theo những cái tin nhắn của chính phủ hướng dẫn về bệnh dịch Covid-19, chúng ta lên phòng chống cách ly như vậy. Và đặc biệt các bạn nào đi xa hay bị đi lại lại, nếu các bạn đặt trong trường hợp nếu các bạn có nghi vấn về Covid, tiếp xúc với những người bị bệnh, thì chúng ta lên khai báo y tế thật là rõ ràng, để thứ nhất cách ly cho chúng ta về đảm bảo an toàn và đảm bảo cho những người thân nó không sao cả bạn, các bạn nhé. Cách ly là mục đích để chúng ta chữa bệnh. Đấy, mục đích chúng ta chữa bệnh để không mắc phải những cái căn bệnh như trên cho người khác mắc phải. Và nó là cái bệnh rất là lan giải, bởi vì nó lây truyền qua đường hô hấp các bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mình hôm nay xin giới thiệu như con này là các bạn đã biết này. Con này con Matip SE đời 2007, tư nhân chính chủ, biển thành phố Việt Trì, mình đã vừa giới thiệu video trước. Và xe nó rất đẹp, các bạn đã xem rồi đúng không? Chiếc xe nó rất đẹp này. Nó còn nguyên tất cả các biểu tượng SE, mọi cái nguyên bản này. Và con xe này, cũng vậy, tất cả còn zin hết này các bạn nhé. Thứ nhất, mình xin so sánh với quý vị và các bạn như sau. Với tầm tiền một chiếc Matip, mình bán con Matip, xin giới thiệu luôn các bạn, con Matip SE hàng Color đặc biệt kia, còn bây giờ mình bán với giá là 88 triệu. Các bạn thử so sánh với một con Gem Thái như này, với con Gem Thái như này, thì các bạn so sánh cho mình. Với tầm tiền như vậy thì các bạn thử mua một chiếc xe máy hơn hay là mua chiếc ô tô hơn các bạn nhé. Đây là chiếc Gem Thái sản xuất năm 2000, biển của tỉnh Vĩnh Phúc, 8899 các bạn nhé. Biển 8899. Một chiếc xe này bán thì lại hơn 100 triệu các bạn nhé. Con Gem Thái này bán bây giờ nó hơn 100 triệu chứ không phải dưới 100 triệu. Vậy thì các bạn hãy so sánh là các bạn nên đi một chiếc xe nào, và các bạn đi một chiếc xe là, đấy, các bạn quan sát này, thì các bạn nên đi chiếc xe là, với tầm tiền như vậy các bạn đi chiếc xe nào vậy? Đó là mình giới thiệu sơ lược về con Gem Thái cho các bạn biết này. Hai chìa khóa zin các bạn nhé, hai chìa khóa zin theo xe, đồ zin. Đó là chiếc xe Gem để mình giới thiệu cho quý vị và các bạn. Máy đang nổ rất thì thầm các bạn nhé. Máy đang nổ này, rất thì thầm luôn. Máy này phê luôn các bạn nhé. Và mình giới thiệu với các bạn là con Matip SE đời 2005, tư nhân chính chủ. Các bạn quan sát cho mình, một chiếc xe này mình bán 88 triệu. Vậy chúng ta đi chiếc xe máy, mức độ an toàn cao hơn hay là ô tô cao hơn? Vậy các bạn mua chiếc xe này là chúng ta chở được 4 người, xe máy chúng ta chở 2 người, chúng ta cả chủ người lái là 5 người, và an toàn nhất trong thời điểm dịch bệnh như này
chúng ta đi ô tô hơn hay đi xe máy hơn? Đi ô tô là chắc chắn là tiếp xúc ít, là với gần với người khác là ít hơn, đúng không ạ? Và hai nữa, nếu 5 người mỗi người đi một chiếc xe máy thì mức độ chi phí tiêu thụ nhiên liệu sẽ nhiều hơn, và hai nữa lượng tham gia giao thông sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Và mức độ nếu trường hợp xảy ra tai nạn đó, kia rủi ro thì nó sẽ là mức độ thảm khốc hơn, cao hơn các bạn nhé, thảm khốc hơn và cao hơn rất nhiều. Đấy, mình giới thiệu cho các bạn này, xe rất đẹp đây. Xin mời các bạn chúng ta quan sát tổng thể xe của nó này. Tổng thể chiếc xe Polar, phiên bản đặc biệt nhất của Matiz là phiên bản Polar, là dành riêng cho những khách hàng đặt hàng các bạn nhé. Xe rất là đi xăng, rất là đi xăng, máy đang nổ các bạn nhé, máy đang nổ, nước đã dò ra từ ống bô này. Đấy, nước dò ra từ ống bô các bạn nhé. Vậy là chiếc xe này ăn rất ít xăng các bạn này. Rất là đi xăng các bạn nhé. Rất là đi xăng. Một chiếc xe như này, nó ăn ít xăng như vậy, các bạn nhìn này, không lòng của nó này, không ăn nhớt, không có khói đen, được, chiếc xe cực kỳ hơi chuẩn luôn. Đấy, mình chia sẻ các bạn như vậy, tuyệt vời. Hàng Polar của nó là hàng đặc biệt, đèn nó đèn zin các bạn nhé, đèn zin tuyệt đối luôn, biểu tượng DU zin và Matiz zin. Và cái biển này là biển tư nhân chính chủ từ đầu các bạn nhé, từ đầu luôn, không taxi dịch vụ một ngày. Đấy, một chiếc xe đẹp để cho các bạn thưởng ngoạn. Và các bạn quan sát cho mình bên dưới, đằng sau của lớp sơn của nó này các bạn này, tuyệt vời luôn, tuyệt vời các bạn nhé, quan sát vậy chưa hề mục mọt một chỗ nào các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp chưa hề mục mọt một chỗ nào. Và bạn nào có nhu cầu sử dụng màu trắng, một chiếc xe này hôm mình đã giới thiệu video trước, chiếc xe này rất đẹp các bạn nhé, màu trắng zin cả xe, cũng tư nhân chính chủ. Đợt này mình mua được rất nhiều xe đẹp các bạn ạ. Con này cũng biển 4 số từ đầu này. Đấy, con này rất đẹp này, màu trắng, rất tuyệt vời. Và các bạn quan sát cho mình chiếc xe này. Sau đây mình giới thiệu chi tiết về keo chỉ, thân vỏ của xe. Kính thưa quý vị và các bạn, xin mời các bạn quan sát đến phần keo chỉ này và nội thất này. Riêng phần nội thất của nó, đồ nhựa zin. Chủ nhân thì kỹ tính vô cùng, chỗ nào cũng thay sơn, chỗ nào cũng thay sơn các bạn nhé. Đây mình tháo cái này ra rồi để cho các bạn quan sát chỗ nào cũng thay sơn. Các bạn này, chỗ nào chủ nhân cũng sơn. Mình mua chiếc xe này của bác năm nay 65 tuổi, bác mua từ mới. Bác giữ xe kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy, xe đang nổ như chúng ta không nổ các bạn nhé, như chúng ta không nổ luôn. Các bạn quan sát này, máng nước của nó này, sơn sơn zin luôn. Sơn zin luôn các bạn nhé. Bản này này, ổ khóa của nó vàng ươm này, ổ khóa vàng ươm này, tất cả zin hết. Về phần keo cột và mọi thứ thì mình xin phép các bạn là hôm nay mình không giới thiệu. Nó là keo phột, keo cột là keo cột zin các bạn nhé, bởi vì thời lượng nó không cho phép. Keo chỉ là keo chỉ zin hết tất cả 100%, cam kết với quý vị và các bạn như vậy. Và xin mời các bạn quan sát cánh sau này của nó này, bản này này, ổ khóa ngậm này, tuyệt vời đẹp. Và các bạn quan sát cho mình đồ nhựa này, đồ nhựa nó đẹp mê ly các bạn nhé. Xe lổ thì thầm luôn, lổ có con bé hơn cả một chiếc Gem Thái kia các bạn này, lổ bé hơn cả chiếc Gem Thái bên cạnh các bạn nhé. Chiếc Gem Thái lổ đây, nghe thấy bưng 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 bưng, nhưng mà để mà chiếc này thì. Và các bạn quan sát cho mình đẹp hay không này, đẹp không cái trần này, cái trần này các bạn nhé, các bạn quan sát đẹp hay không cái trần này, cực đẹp luôn, trần sáng luôn các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần, đến phần cốp sau, vô lăng củ số này các bạn, tuyệt vời luôn này các bạn nhé, tuyệt vời luôn. Chủ nhân rất cẩn thận, cực kỹ tính một chiếc xe này. Xin mời các bạn chúng ta quan sát phần cốp này, cốp của xe này. Đây là phần cốp của xe các bạn nhé. Xe có quả loa, giá đồ còn nguyên, giá đồ còn nguyên này. Phần nườn nước và phần máng nước của nó còn y nguyên. Cabo các bạn quan sát phần cabo, cabo nó cabo zin. Và phần bàn nề, ổ khóa các bạn quan sát này, đẹp mê ly luôn, đẹp mê ly. Bác này bác cẩn thận vô cùng luôn các bạn ạ, cẩn thận lắm. Chỗ nào thấy bác sơn, đây các bạn đang quan sát này, chỗ nào bác sơn hết. Và các bạn quan sát cho mình này, quan sát phần cốp các bạn nhé. Đồ đủ đồ, lốp dự phòng của nó rất đẹp các bạn này, cốp nó đẹp lắm các bạn này, cốp rất đẹp các bạn nhé.
nó đủ đồ này. Đấy, một chiếc xe đẹp này. Có loa này, các bạn nhá, có loa trầm. Loa trầm vẫn sử dụng bình thường các bạn nhá. Đấy. Đèn nó đèn zin hết các bạn này. Đèn zin này, ốp đèn hậu này. Và các bạn quan sát này, ba bu lê nó khác nhau này các bạn này. Hàng cô lơ nó khác ở cái này. Khác này. Và ba bu lê này các bạn này, phần gầm của nó thì gầm zin. Đấy là phần ba bu lê. Và xin giới thiệu với các bạn là cánh sau này. Tất cả mọi chức năng khóa của nó, khóa trẻ em còn nguyên bản hết. Sơn xi, keo chỉ, zin tất cả luôn. Và đồ nhựa các bạn quan sát này. Đồ nhựa nó đẹp này. Đẹp mỹ mãn luôn các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này. Đấy. Một chiếc xe rất đẹp này. Ổ khóa này. Ổ khóa zin này. Các bạn quan sát này. Các bạn quan sát này. Của nó rất là tuyệt vời. Và phần tâm ly tâm lô các bạn quan sát này. Và đây các bạn quan sát là phần kính điện này. Kính điện của nó là kính điện đây, kính điện gọi là phần là nhựa này, của nó phần nhựa còn zin hết các bạn nhé. Phần zin hết này. Từ máng nước. Và các bạn quan sát từng nguồn ốc này, người ta cẩn thận người ta đánh dấu hết này. Máng nước của nó còn nguyên tất cả tần tật này, còn nguyên hết zin này, sơn này. Các bạn nhé. Còn zin hết này. Đấy. Bản này ổ khóa này. Đây các bạn quan sát này. Củ số của nó này. Củ số nó rất đẹp này các bạn này. Đồ nhựa này. Và cái này nó phải còn zin hết các bạn nhé. Đen xì nó phải còn zin, không được sơn màu, không được sơn màu bạc các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp như này, các bạn quan sát phần tâm ly tâm lô này. Nó rất đẹp này. Tuyệt vời. Vô lăng củ số này, vô lăng này, trần này, các bạn quan sát này. Một chiếc xe đẹp này. Một chiếc đẹp cái trần này các bạn quan sát này. Trần nó đẹp thôi rồi luôn các bạn nhé. Cực đẹp luôn các bạn ạ. Đấy một chiếc xe đẹp này. Đấy, một chiếc xe rất đẹp. Bạn quan sát này. Đấy còn Matiz này các bạn nhá. Con Matiz đang nổ các bạn nhá. Đang nổ, nhưng mà tiếng nổ của nó còn bé hơn tiếng của con Gem Thái các bạn quan sát này. Con Gem Thái này. Tiếng nổ của nó là to hơn các bạn nhá. Đấy. Con Matiz nó nổ rất êm. Đấy. Đây con Gem Thái các bạn nghe tiếng nổ này. Đấy. Rất tuyệt vời, một chiếc xe còn nguyên và một con xe máy mình giới thiệu cũng qua vậy. Và đây các bạn quan sát này, biểu tượng SE của nó còn nguyên này. Ốp gương này, ốp gương này. Gạt 10 inox là về 10 inox này. Đăng kiểm nó tháng 7 này. Rất tuyệt vời. Và xin giới thiệu các bạn là phần chúng ta cho các bạn quan sát này. Phần máy này, phần máy của xe này. Xe càng đẹp thì lại càng đẹp hơn. Vì thứ nhất chủ nhân đã lắp 4 quả la răng đẹp. La răng đúc các bạn nhé. Rất là đẹp. Các bạn quan sát kìa. Đẹp thôi rồi luôn. Cabo này. Cabo zin tuyệt đối luôn. Con ốc các bạn quan sát này. Zin tuyệt đối chưa tháo ra một lần các bạn nhé. Bác chủ bác rất cẩn thận đây. Các bạn quan sát từ đầu máng nước này. Chỗ nào bác đánh dấu ốc này. Đầu đánh dấu ốc này. Đèn của nó thì đèn zin tuyệt đối luôn các bạn ạ. Rất sáng. Đèn nguyên zin luôn. Đấy. Các bạn quan sát cho mình phần răng đầu này. Răng đầu này. Zin luôn. Các bạn quan sát này. Đấy. Rất tuyệt vời. Chỗ nào các bạn quan sát này. Từ đôi thụt, ốc thụt. Chỗ nào người ta đánh dấu. À các bạn quan sát này. Chỗ nào bác chủ bác đánh dấu này. Đấy. Ốc răng ở đầu. Chỗ nào bác đánh dấu này. Bác này năm nay mình mua con xe này 65 tuổi. Bác cẩn thận vô cùng. Đây các bạn quan sát phần máy này. Máy nổ thì thầm luôn rồi các bạn này. Máy rất ngon các bạn nhé. Máy ngon lắm. Đấy. Máy tuyệt vời luôn. Một chiếc xe rất tuyệt vời. Không ăn nhớt một tí nào luôn. Mà hơi lổ nó không có hơi thừa. Và hơi xả ra cũng xả là một nước luôn. Đèn gầm của nó các bạn này. Đèn gầm zin này. Đôi đèn gầm zin theo xe các bạn nhé. Đôi đèn gầm zin theo xe này. Và đèn pha cũng zin, đèn hậu cũng zin tất cả luôn. Cực kỳ đẹp một chiếc xe như này. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mình đã giới sơ lược về sự so sánh giữa con Matiz SE đời 2005 tư nhân chính chủ và con Gem Thái đời 2000 đẹp như này. Tất cả đều nguyên bản zin hết. Và con Matiz đời 2007
con này mình bán 79 triệu cho bạn nào này. Con này là 79 triệu là mình chưa bao rút hồ sơ và chưa vận chuyển các bạn nhé. Con này mình sẽ vận chuyển vào trong Sài Gòn các bạn này. Con mình sẽ vận chuyển vào cơ sở 2 là Bến Cát Bình Dương này. Và cả con này các bạn nhé, mình sẽ chuyển vào cơ sở 2 Bến Cát Bình Dương. Và cả con này nữa các bạn này, mình sẽ chuyển vào cơ sở 2 Bến Cát Bình Dương. Tất cả những con xe này mình sẽ chuyển vào, bạn nào có nhu cầu mua sẽ liên hệ với mình tại cơ sở 2 Bình Dương các bạn nhé. Trong ngày mai xe mình sẽ lăn bánh chuyển vào trong Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua sẽ liên hệ với bên mình. Và con Matiz biển 30H màu trắng kia thì mình sẽ để ngoài này các bạn nhé. Bạn nào mua thì liên hệ với mình cơ sở 1. Cơ sở 1 tại Mê Linh, Hà Nội. Xe rất là đẹp. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn dành một chút thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.